Ok, chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em con máy cắt cỏ Echo. À, lâu quá rồi không xuất hiện nữa ha. Nay mình xuất hiện clip lại ha. Con này là Echo ERT260 ha. Con này 26cc nòng 34 ly. Rất là ok luôn cho anh em làm những cái công việc gọi là cắt cỏ, cắt lúa, dọn vườn, tỉa hàng rào, thấy không? Kết hợp những các loại dao mà tròn, dao cước, dao vuông gì đó ha. Cứ gắn vô mà xài thôi. Con này học dạng khá là mạnh ha. Cho anh em làm những công việc thường xuyên trường kỳ kháng chiến. Đất ruộng nhiều thì xài cũng rất là ok. Con này đất ruộng nhiều thì xài cũng rất là ok. Đó. Thuê cắt mướn thì cũng khỏi phải chê luôn. Đó. Thì đầu tiên cho anh em coi phần cái phía trước ha. Tem Echo còn rất là đẹp luôn ha. Đó. Phía bên đây là cái bộ chế và khí của nó này là bộ chế trên xe máy luôn ha. Phía trước là vú bơm lớn rất là thích hợp luôn cho anh em bóp rất là thoải mái luôn ha. Nè, đưa con cái giờ bóp ép bóp tầm khoảng 3 4 cái thôi. Rồi lên xăng đây rồi giật nổ ha. Cái này le gió đẩy lên á là mình đóng lại. Mở đè xuống á là mở ra giật nổ thôi. Ok ha. Không có gì khó khăn hết trơn ha. Cái màu đặc trưng của con Echo này á thì ai mà thường xài thì sẽ biết cái màu xanh này là cái màu xanh dương ha, rất là mới luôn ha, rất là lâu cũ luôn. À, bộ chế xong rồi, đây là cái chỗ mở bộ chế ra thôi, dặn ra mở cứng quá cái kìa mà. Đây là cái bồ xả của nó ha. Nhìn cái ông bồ ta thấy đánh giá được một cái con máy ha. Nè, nó rất là trắng, rất là sáng cho anh em qua cận cảnh luôn ha, trắng mà sáng ha. Đầu ốc thì bị rỉ sương sương ha, ok ha. Nè, anh em thấy rõ không? Phía dưới á, thì nó còn cái lớp phíp cách nhiệt đây nè ha, anh em thấy không? Đó, còn rất là mới, cách nhiệt chống nóng với cái bình xăng á. Ôi, nồi lò thắt bên trong còn rất là ok luôn, sáng trưng luôn ha. Đó, cái bình xăng của nó thì còn rất là trắng, rất là sáng. Đó, khi mình để đất nó bị trầy sương sương nè. Để nền đất, cây cối, nền xi măng đồ ha, nó sẽ bị trầy sương sương nhưng mà không sao, đây là lập trầy thôi. Cái nồi xăng, cái bình xăng này rất là bền luôn. Chúng ta nên cẩn thận đừng có để trên cao mà rớt xuống ha. Rồi, Echo thì lúc nào thì cái nắp bình xăng, tên cái bình xăng thì nó cũng có hướng dẫn cái cách mà chúng ta sử dụng cái máy. Đây là chúng ta phải dùng xăng pha nhớt ha. Nhớ là pha đúng tỷ lệ và sẵn đây thì mình nhắc anh em luôn ha. Đó, để mà pha cho nó đúng, đúng không? Chứ mà pha không đúng thì máy nó bị không pha nhớt hoặc pha ít, máy nó sẽ bị xước nào hà pha nhiều một tí mà đỡ ha. Tốt nhất là chúng ta nên pha đúng lượng xăng cho nó ok ha. Rồi, phần bên trong đây. Đó, rất là trắng, rất là sáng luôn ha. Khỏi phải chê luôn, tem nhãn mát đây. Echo ERT260. Rồi, Yamabuco Corp mã số gì nè, 58005477. Không biết anh em có thấy không? Rồi, tiếp theo là cái phần phía sau của nó. Phần phía sau là cái này. À, màu xanh dương kết hợp với cái màu trắng thì nó rất là tông rất là đẹp bắt mắt ha. Ngoài ra thì đây còn có con tem Lema nè, tem an toàn khí thải toàn cầu nè. Nói chung là rất là ok luôn, còn rất là mới luôn. Cái này chẳng qua là cái buji, cái này bọc dây dẫn buji để cho nó chống nóng với cái nòng thôi. Khi mình chạy lâu nó nóng thì nó ảnh hưởng tới cái cọng dây nó bị chảy nè, nó cách nhiệt thôi. Cái này á thì là dây đeo, à, móc dây đeo vô đây. Rồi đây, móc dây đeo vô thôi chứ không có gì hết. Còn này rất là ok luôn ha, nó coi cử sẵn luôn. Cái này thuộc dạng tay cầm lớn, anh em nào bữa yêu cầu tay cầm lớn thì liên hệ con này. Vừa tay cầm lớn mà vừa ga bóp nữa ha, có loại ga kéo đây nữa. Công tắc á, thì đẩy lên là on, đẩy xuống là off ha. Đẩy lên là on, nhớ nghe. Mình không đẩy lên á, mình giật hoài nó cũng không có nổ đâu ha. Đây là ga bóp xài bình thường rất là thích luôn ha. Tay cầm lớn. Trời ơi, rất là sáng, rất là đẹp, rất là ok luôn. Tiếp theo phần lắp. Lắp zin theo máy luôn ha. Echo. Chắn cỏ zin, đầu bò zin. Cái này thì chẳng qua là nó bảo vệ cái con ốc phía dưới với nó chống dương cỏ thôi. Ốp lại con dao. Rồi, bây giờ sẽ thử máy ha. Rồi, anh em để ý nha. Bóp vú lên xăng và giật nổ bình thường nha. Do hồi nãy mình đã giật rồi cho nên á bây giờ mình chỉ giật khỏi cần phải kéo e ha. Anh em nhớ chú ý nha, kéo e là bóp vú lên xăng rồi giật nổ nha, nhớ là phải dùng xăng pha nhớt nha. Đó, đó.
Ok, anh em nhấn đăng ký, like, share để nhận được nhiều video tiếp theo nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.